Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thanh hóa ngày mới của Đài Phát Thanh và truyền thanh hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mở rộng diện tích thâm canh, phục tráng, hoạt động chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ luồng được huyện Lăng Chánh quan tâm. Huyện Nga Sơn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Thành phố biển sâm sơn qua những bức ảnh xưa. Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Văn Trọng, tiềm năng của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay rất lớn, có cả cơ hội và thách thức để phát triển bền vững trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó cần tập trung giả soát điều chỉnh chiến lược phát triển chăn nuôi và điều chỉnh quy mô đàn vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, tăng cường quản lý quy hoạch giống thức ăn và môi trường chăn nuôi. Dành quỹ đất quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung, kéo dài thời gian cho thuê đất để người chăn nuôi có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển theo hướng chăn nuôi công nghiệp, chăn thả có kiểm soát, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, an toàn sinh học, giảm ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi hội nhập quốc tế phục vụ xuất khẩu, hoàn thiện tiếp chuỗi liên kết trong chăn nuôi, cần xây dựng thương hiệu cho các chuỗi liên kết có chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cảnh báo một số khu vực tại Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ Tây Nguyên đã nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thời tiết khô hanh có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Theo đó, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Quảng Bình đều có những diện tích rừng có nguy cơ cháy rất cao ở cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra có 17 tỉnh có diện tích rừng nguy cơ cháy cấp 4 rất nguy hiểm, trong đó có Thanh Hóa. Cụ thể các huyện có nguy cơ cháy cấp 4 gồm Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn. Cục Kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao, thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định để tránh bùng cháy lại và lan sang khu vực lân cận. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh các nhà thuốc đông y gia truyền để bán thực phẩm chức năng qua mạng Internet và qua điện thoại cho người dân. Các quảng cáo hay tư vấn này đều giới thiệu là thuốc đã được Bộ Y tế thẩm định, nhất là các sản phẩm xương khớp, sinh lý nam, tiểu đường, kích thích mọc tóc, trị mất ngủ nhưng lại không cung cấp thông tin về địa chỉ của tổ chức sản xuất sản phẩm và chỉ bán hàng thông qua hình thức chuyển phát. Ngoài ra, Cục An toàn Thực phẩm cũng công bố hàng loạt thông tin vi phạm trên nhiều trang web bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng như việnquân y.com, dược phẩm học việnquân y.com, học quân y.com, fukomin.com có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai quy định của pháp luật. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại website hay qua tư vấn viên trên điện thoại mà chưa có kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị và các bạn, cây luồng từ lâu được huyện Lăng Chánh xác định là cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, việc người dân lạm dụng khai thác không cải tạo khiến nhiều diện tích rừng luồng rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng để nâng cao giá trị cây luồng, cùng với việc tiếp tục mở rộng diện tích thâm canh, phục tráng, hoạt động chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ luồng cũng được huyện Lang Chánh quan tâm. Sau 3 năm được phục tráng, gần 1 hecta diện tích rừng luồng nghèo kiệt của gia đình anh Lê Đình Tiếp, thôn Bắc Nạm, xã Giao An đã được hồi sinh, phát triển mạnh, sản lượng đạt cao gần gấp 2 lần so với trước kia nhà nước hỗ trợ cho phân để phục tráng rừng luồng thì đối với gia đình được thực hiện đúng các cái quy trình mà đã được tập huấn khi phục tráng vào thì gia đình thấy là nó phát triển tốt măng nhiều và cây to cả về số lượng và chất lượng thì cũng được cải thiện rất là nhiều tới gấp 2 3 lần so với trước đây. Huyện Lang Chánh hiện có trên 14.000 hecta luồng, thực hiện kế hoạch phát triển tre luồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, huyện Lang Chánh đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch thực hiện thâm canh, phục tráng rừng luồng giai đoạn 2016-2020 tại 8 xã trọng điểm. Đến nay, toàn huyện đã thâm canh được hơn 3.000 ha, phục tráng được gần 1.800 ha luồng. Từ thực tế sản xuất, bà con đã rút ra kinh nghiệm và tiến hành đầu tư bón phân, phát thực bì, chăm sóc cho cả rừng luồng ngoài diện tích được hỗ trợ thì đi cùng với cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi mở các cái lớp tập huấn để hướng dẫn kỹ thuật cho bà con để thực hiện trong cái chương trình phục trang luồng. Cùng với việc nâng cao sản lượng trên cùng diện tích, giá trị cây luồng cũng từng bước được nâng lên qua việc chế biến tiêu thụ. Hiện trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu từ cây luồng. Trung bình mỗi tháng các doanh nghiệp này tiêu thụ khoảng 200.000 tấn luồng nguyên liệu với hình thức thu mua cả cây theo kg giá trị từ cây luồng tăng cao rõ rệt, không còn lo về đầu ra. Ủy ban nhân huyện lúc nào cũng là khuyến khích đầu tư các doanh nghiệp vào để sản xuất tại địa bàn để tạo ra cái sản phẩm tiêu thụ cho bà con nhân dân. Đối với các doanh nghiệp mà muốn đầu tư tại cái địa bàn huyện thì là phải đảm bảo được cái công tác môi trường. Đấy, thứ nhất là về cái xả thải. Để cái luồng phát triển bền vững, huyện Lang Chánh cần tiếp tục hướng người dân sản xuất cây luồng theo hướng thâm canh, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển hệ thống sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ luồng gắn với bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, với xuất phát điểm không cao nhưng trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Nga Sơn đã có những cách làm bước đi phù hợp mang lại hiệu quả rõ nét. Đáng chú ý, Nga Sơn luôn quan tâm ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nhằm kích cầu các địa phương cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ 500 triệu đồng chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn, 3 năm qua, xã Nga Trường đã xây dựng được hai mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lưới và hơn 100 hecta diện tích liên kết hàng hóa, cho giá trị thu nhập bình quân từ 250 đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Thông qua các mô hình này, tư duy sản xuất hàng hóa của người dân địa phương đã được hình thành, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng. Thì địa phương của tôi là, là cũng cũng tranh thủ cái cơ chế hỗ trợ của huyện về như thế là triển khai như thế là ở địa phương thì thực tế là chúng tôi cũng đã triển khai bằng nhiều cái cái cách làm để nâng cao cái hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp, ngành trồng trọt. Cái thứ nhất là chúng tôi liên kết sản xuất với với theo cái hướng là liên kết bốn nhà nhà nước, nhà khoa học rồi nhà doanh nghiệp, nhà nông. Năm nay chúng tôi đang phấn đấu trên 41 triệu đồng. Để trên đến người trên năm thì phấn đấu là trong năm nay chúng tôi cũng là những xã mà được giao nhiệm vụ là về đích xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất, huyện Nga Sơn đã triển khai cơ chế hỗ trợ các địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho một công trình công sở nhà văn hóa xã, 500 triệu đồng cho một km đường giao thông nội đồng, 300 triệu đồng một km canh mương nội đồng. Nhờ vậy, đã kích cầu các xã tập trung huy động các nguồn lực khác hoàn thành các công trình đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới thì với sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban chuyên huyện phải có cái cơ chế kích cầu, ví dụ xây dựng các cái công trình phúc lợi như công sở, rồi đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, rồi công trình thủy lợi, cùng với sự đóng góp của nhân dân và cái nguồn thu ngân sách của địa phương hỗ trợ vào để xây dựng cái các cái công trình phúc lợi phục vụ cho đời sống dân sinh, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. vì vậy, cho nên là nhân dân rất phấn khởi xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng năm huyện nga sơn đều chủ động xây dựng các cơ chế hỗ trợ các xã nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình trong đó huyện đã ưu tiên trích nguồn thu ngân sách huyện phân bổ hợp lý cho từng xã dựa trên điều kiện khả năng thực tế đồng thời kết hợp lồng ghép với các chương trình dự án dành nguồn kinh phí một số công trình do huyện làm chủ đầu tư để hỗ trợ cho các xã thực hiện trong điều kiện các xã về sau khó khăn hơn huyện đã có cơ chế đặc thù hỗ trợ thêm mỗi xã một công trình nông thôn mới trong năm 2019 thì chúng tôi sẽ quyết tâm chỉ đạo để hoàn thành sáu xã còn lại về đích nông thôn mới. Thì cùng với cơ chế của tỉnh thì huyện cũng đã có ban hành các cơ chế để hỗ trợ cho phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào cái việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để có nguồn lực để hỗ trợ các địa phương thì chúng tôi cũng tập trung cho cái chỉ đạo để thu ngân sách mà đặc biệt là chú trọng đến cái việc thu từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất Nhờ thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp kịp thời, huyện Nga Sơn đã tạo điều kiện cho các xã nỗ lực đầu tư hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng, kích thích phát triển sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, huyện đã có 20 trên 26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 18,3 tiêu chí trên một xã, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành công huyện nông thôn mới năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định số 1419 thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các trung tâm y tế tuyến tỉnh gồm Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng côn trùng tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có chức năng tham mưu cho Sở Y tế, Ủy ban dân tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ về phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng, khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và giảm giấy tờ văn bản hành chính, Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành công văn số 4679 về việc phát hành văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, ra văn phòng Ủy ban dân tỉnh phát hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban dân, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và văn phòng Ủy ban dân tỉnh có chữ ký số, chứng thư số trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến các cơ quan hành chính trong tỉnh, trừ văn bản mật, các văn bản liên quan đến tổ chức cán bộ, khiếu nại, tố cáo, quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, gửi song hành cả bản giấy và điện tử. Các huyện ngành thực hiện việc tiếp nhận văn bản qua mạng hàng ngày theo quy định. Văn phòng Ủy ban dân tỉnh tổ chức tốt việc gửi nhận văn bản qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Chụp liên thông văn bản quốc gia gửi nhận với các cơ quan trung ương. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các huyện ngành cho việc đảm bảo hạ tầng mạng, phần mềm để việc gửi nhận văn bản được thông suốt, liên thông và an toàn, an ninh thông tin. Định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình gửi nhận văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Nhờ có bãi biển đẹp và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nên từ đầu thế kỷ 20 năm 1907, người Pháp đã biết đến Sầm Sơn và bắt tay vào xây dựng nơi đây thành nơi nghỉ mát. Cũng từ đó, hình ảnh về Sầm Sơn lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Để đến ngày nay, chúng ta có thể hình dung được khá nhiều về cảnh sắc và con người Sầm Sơn cách đây hơn 100 năm. Đây cũng sẽ là điều làm nên điểm nhấn và sự độc đáo cho gian trưng bày của thành phố Sầm Sơn tại triển lãm Thanh Hóa xưa và nay từ một bãi biển hoang sơ chỉ có cát trắng, những dạng phi lao và lác đác những căn nhà nhỏ. Đến đầu thế kỷ 20, Sầm Sơn bắt đầu xuất hiện những công trình phục vụ nghỉ dưỡng. Thuở ấy, những ngôi nhà như thế này đã được xem là biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Đền Độc Cước, Chùa Cô Tiên, trầm mặc uy nghi ngự trên những đỉnh núi cao nhất của dãy trường lệ. Ngư dân Sầm Sơn thuở ấy, quanh năm bán biển bằng những ngư cụ đơn sơ. Một sầm sơn yên bình, nên thơ. Một sầm sơn với nhiều huyền tích đã vươn ra khỏi lãnh thổ quốc gia đến với bạn bè quốc tế từ đầu thế kỷ 20 qua những bức ảnh đen trắng quý giá này. Tới đây, tại triển lãm Thanh Hóa Sơ và Nay, tất cả những hình ảnh này sẽ được giới thiệu đến công chúng tại gian trưng bày của thành phố Sầm Sơn, hứa hẹn mang lại cho người xem nhiều ấn tượng đẹp. Cũng trong dịp này, thành phố sẽ trưng bày những bức ảnh đẹp nhất, chân thực nhất, ghi lại sự kiện Bác Hồ về thăm Sầm Sơn năm 1960. Những bức ảnh này là tư liệu quý giá đối với Sầm Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, thể hiện tình cảm gần gũi, thân thương và sự quan tâm sâu sắc của vị cha già kính yêu đối với đất và người tỉnh thành. Đối với thành phố Sầm Sơn thì các cái hiện vật thì không có nhiều. Sầm Sơn tập trung vào đưa vào các cái tư liệu hình ảnh và các cái cuốn tư liệu bằng hình ả, bằng sách báo để trưng bày tại triển lãm lần này theo các cái nội dung bố cục mà ban tổ chức đề ra và sẽ có một cái gian triển lãm nó mang đặc sắc của Sầm Sơn. Cùng với việc sưu tầm các tư liệu hình ảnh, thành phố Sầm Sơn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia triển lãm thanh hóa xưa và nay như thiết kế, xây dựng không gian trưng bày, sưu tầm các hiện vật với hơn 200 bức ảnh và tư liệu, chắc chắn gian trưng bày của thành phố Sầm Sơn sẽ mang lại cho người xem những cảm nhận thú vị về một Sầm Sơn vừa như lạ vừa như quen. Đồng thời, thấy được sự nỗ lực lớn và sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất này trên con đường phát triển, phát đấu trở thành một đô thị du lịch biển văn minh hiện đại, nổi tiếng trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Đầu tư, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của kinh tế Việt Nam đang tiếp tục suy giảm, do đó nền kinh tế sẽ rất khó khăn từ quý 2 đến cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 như đã đề ra. Trường ngại đầu tiên được bài viết nêu ra là cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về gia nhập thị trường, nhất là gánh nặng hậu đăng ký doanh nghiệp và tiếp cận thông tin minh bạch. Các doanh nghiệp cũng đang lo ngại về lãi suất cao, tỷ lệ lạm phát, đang có xu hướng gia tăng gần đây. Việc tăng giá điện và nhất là giá xăng dầu liên tục tăng trong hai kỳ điều hành gần đây cũng sẽ tác động đến CPI. Ngoài ra, diễn biến kinh tế vĩ mô trong quý 2 đến quý 4 năm 2019 sẽ không thuận chiều do chịu ảnh hưởng của một số yếu tố bên ngoài như suy thoái của kinh tế Mỹ đã gia tăng, căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc diễn biến khó lường. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng độ mở nền kinh tế rất cao, nếu có những biến động bên ngoài mà nội tại nền kinh tế chưa có sự phát triển ổn định thì chắc chắn tác động là rất lớn. Việc Bộ Y tế triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc được xem như yêu cầu bức thiết hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng vẫn còn nhiều trở ngại, thông tin trên báo Hải Quan Bài báo đã đưa ra một số trở ngại trong việc triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020, như các cơ sở tham gia hệ thống phải có điều kiện để kết nối mạng như trang bị máy tính, có kết nối mạng, nhân sự phải được đào tạo, tập huấn. Để khắc phục những hạn chế đang tồn tại, Bộ Y tế đã xây dựng cơ sở dữ liệu dược quốc gia, chuẩn hóa được 52.000 trên 60.000 danh mục thuốc y tế, xây dựng các tiêu chuẩn liên thông dữ liệu cho phép kết nối với các phần mềm nhà thuốc khác, phần mềm quản lý bệnh viện và phần mềm của các cơ sở sản xuất. Thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục sửa đổi các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối, quy định về kê đơn. Bài viết trên báo VnExpress cho rằng, nếu nâng chất lượng thuốc nội sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và giá thành dược phẩm, tăng chi tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều thách thức đối với ngành dược. Theo đó, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường dược phẩm tăng trưởng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, 55% dược phẩm trong nước đang phải nhập khẩu. Các chuyên gia nhận định, thách thức của doanh nghiệp Việt nằm ở tiềm lực tài chính, cơ sở hạ tầng tân tiến, nhân sự tay nghề cao, đầu tư nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế hóa nhà máy thuốc. Thuốc Việt cũng gặp khó khi ra thị trường nước ngoài bởi thiếu các chứng chỉ công nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Cả nước hiện mới có 222 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Đây là hàng rào kỹ thuật đầu tiên đòi hỏi các doanh nghiệp phải vượt qua nếu muốn xuất khẩu sản phẩm. Ngoài ra vẫn còn những rào cản kỹ thuật cao cấp hơn để thuốc Việt được chào đón rộng rãi trên toàn cầu mà doanh nghiệp trong nước khó vượt qua. Một vấn đề trong ngành giáo dục vừa được báo tuổi trẻ đề cập đến là đơn vị nào cũng muốn có nhiều người giỏi, người mẫn cán cho công việc. Nhưng bộ máy nhà nước có phần y ạch chưa phục vụ tốt nhất người dân có phần do chưa thể buông người yếu kém để dành chỗ cho người làm được việc. Tác giả bài viết nhận định nhiều cơ sở giáo dục hiện nay muốn có người giỏi nhưng khó buông người yếu, đó là thực tế mà trở ngại có phần vướng do quy định bởi luật. Nhiều người đã vin vào luật viên chức hiện hành với quy luật viên chức suốt đời để ỷ lại. Điều này như một dây xích trói chân trói tay hiệu trưởng trong quá trình đổi mới giáo dục. Nhất là những năm gần đây, các trường được giao quyền tự chủ tài chính, việc dùng người không giỏi là một lãng phí lớn. Do đó, việc sửa luật viên chức để tạo cơ chế cạnh tranh trong việc sử dụng người lao động đang là nhu cầu bức thiết không chỉ trong ngành giáo dục đào tạo mà các ngành nghề khác. Bài viết "Gian lận thi cử" chờ quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên báo Thanh niên cho rằng, phản ứng hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi có danh sách 108 thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La là rất đáng ngạc nhiên và khó hiểu. Theo bài viết Một chuyện nghiêm trọng với hệ thống giáo dục như thế, đáng lý ra Bộ Giáo dục và Đào tạo phải là nơi đầu tiên lên tiếng cho công luận biết là mình sẽ làm thế nào, nhưng họ quá thụ động. Việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các sở giáo dục và đào tạo Hòa Bình, Sơn La tự đi giải quyết với các trường đại học, còn các trường đại học tự lên phương án xử lý và cho rằng đó là phân cấp, chính là một cách trốn tránh trách nhiệm. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nợ công luận một lời xin lỗi hoặc ít ra không đủ can đảm để nói lời xin lỗi thì cũng phải đưa ra được những lời giải bày vì đã gây mất lòng tin cho người dân vào hệ thống giáo dục. Dự kiến lượng khách di chuyển bằng phương tiện tàu hỏa sẽ tăng khoảng 10% so với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm ngoái. Ngành đường sắt đã có kế hoạch tăng chuyến nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách. Theo công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, đơn vị này sẽ tăng cường 87 chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, từ Nha Trang đến Huế và ngược lại, cung cấp khoảng 43.500 chỗ. Tại Thanh Hóa, lập thêm tàu TH5 ngày 27 tháng 4, TH2 và TH4 ngày 1 tháng 5 chạy tuyến Thanh Hóa, Hà Nội và ngược lại thưa quý vị và các bạn sau một thời gian tạm lắng xuống hiện nay trên nhiều tuyến đường của tỉnh tình trạng xe ô tô tải cơi nới thành thùng và có dấu hiệu chở quá tải đang tái diễn hoạt động trở lại tiềm mẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông trên đại lộ hùng vương thành phố thanh hóa những ngày gần đây thường xuyên có các xe tải chở cao so với thành thùng lưu thông phóng nhanh vượt ẩu làm rơi vãi đất xuống đường tương tự trên tuyến đường vành đai phía tây đoạn qua xã quảng thịnh thành phố thanh hóa cũng có rất nhiều xe ô tô tải cơi nới cao so với kích thước thành thùng của xe, từ 10 đến 20 phân để chở quá tải, gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Có những khi thời gian là chạy đến 10 giờ đêm, còn trong ngày là liên tục. Còn trên quốc lộ 45, đoàn qua địa bàn huyện Quảng Sương và Nông Cống, mặc dù lực lượng chức năng bố trí hai chốt kiểm tra tải trọng, cùng một tổ của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và một tổ của thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải thanh hóa trực 24 trên 24 giờ kiểm tra xử lý xe quá tải. thế nhưng những đoàn xe chở quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông trên tuyến. theo như cái luật xử lý vi phạm hành chính ấy, thì nếu như mà cái việc mà khi lái xe chống đối không ký biên bản hoặc là vào cái lỗi mà phải tước giấy phép lái xe đối với những cái trường hợp xe quá tải thì người ta sẽ không hợp tác cùng với uh, lực lượng chức năng mà trong quy định thì yêu cầu bắt buộc phải có hai người chứng kiến. Thực tế cho thấy thời gian qua có nhiều đợt cao điểm ra quân tập trung kiểm tra xử lý xe quá tải. Song sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng xe cơ nới thành thùng để chở quá tải lại tái diễn trở lại, thậm chí các vi phạm còn nghiêm trọng hơn trước. Nếu các ngành chức năng phối hợp đồng bộ và quyết liệt chắc chắn tình trạng xe cơ nới thành thùng để chở quá tải không thể tái diễn như hiện nay. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.